Xin chào các bác nhé. Nãy rất nhiều anh em hỏi cái led mành hàng bãi này. Thì hôm nay em có về một lô đết 22 anh em nhé. Đết 22 nói chung là nó lau bụi thì nó còn đẹp gần như mới luôn. Nói chung lau bụi là không xước xác gì nào luôn. Độ đẹp và độ sáng còn trên 90% anh em nhé. Và không có nhiều đâu. Cái bọn này cứ có phát là lại hết hàng ngay mà. Tại vì nó hàng bãi thì nó giá nó tốt và chất lượng thì nó cũng như thế thôi, tại vì hàng em tuyển chọn rất là kỹ. Chỉ có 12 cây anh em nhé, chỉ có 12 cây thôi. Giá là 5 triệu 500 nghìn một đôi. Còn anh em một chiếc thì là 2 triệu 800 nghìn và giá là giá bán tại cửa hàng không bao gồm phí vận chuyển nhé. Phí vận chuyển thì nó cũng rẻ thôi, nó không đắt đâu. Đây em đang test cái cặp đấy đây. Nói chung là những cái màu sắc này và bóng chính này là nó y hệt như những cái dòng Plus có viền LED kia. Nó chỉ khác cái là ở cái viền kia thì nó không có đèn led thôi. Còn đâu là mọi cái là nó như nhau nhé. Đấy, độ sáng với effect với lại các cái kiểu chạy của nó là hoàn toàn giống nhau. Đấy, cái bọn mà giá 8 triệu rưỡi một đôi hàng mới kia thì nó khác một cái là nó có cái viền led ở dưới này. Đấy, thì những cái khoảng trống xung quanh này nó sẽ có led viền. Còn những cái này thì nó không có. Còn bóng chính thì nó yền với nhau, không khác nhau tí nào cả. Giá là 5 triệu 500 nghìn đồng một đôi nhé. Giá bán tại cửa hàng không bao gồm phí vận chuyển. Và em chỉ có 12 cây thôi. Bác nào mà có nhu cầu mua thì hãy liên hệ thật nhanh tay với em nhé. Đấy, hàng đẹp sáng như này, số lượng ít như này thì chắc chắn là sẽ hết rất là nhanh luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Đổi cái kiểu effect này. Đây. Rất nhiều kiểu effect các bác nhé. Cho nó chạy chậm chậm đây, dễ nhìn. Đấy, những cái đơn này thì cho chạy nhanh lên tí. Màu sắc thì còn nét căng luôn anh ạ. Rồi, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé.